Em chào các bác. Thực ra đợt này thì những anh em ở Hà Nội thì chắc là sẽ có những cảm giác giống em, tức là nó bớt giãn cách xã hội, được trở lại những cái công việc bình thường, nó rất là vui mừng. Đấy, để gọi là chào mừng những cái liên quan đến chiến thắng bệnh tật như vậy, dịch bệnh như vậy. Rồi chào mừng ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì em sẽ làm một cái clip ghép một cái bộ dàn rất là chất lượng nhưng mà để giá cực kỳ tốt cho các bác. Đấy, chỉ dành cho các bác nào xem clip này thôi. Đấy, chỉ dành cho những cái bác nào đã xem clip này. Đây là cặp loa Shark VinVega của Mỹ RE38. Các bác đừng hỏi em tại sao nhiều như thế nhé. Đấy, bởi vì Shark VinVega thì thắng Audio, nó là vựa, nó là biển, nhiều lắm. Hết là có. Các bác cứ yên chí qua Shark VinVega, qua thắng Audio. Đấy, gân đỏ đặc trưng. Cặp này sở hữu bát 40 các bác nhé. Và Shark Vin thì nó có nhiều ưu điểm: tiếng tốt, hay, dễ ghép. Kể cả loa to, loa nhỏ đều rất là dễ chơi, dễ nghe. Đấy, và tầm tiền thì cực kỳ hợp lý. Đấy, các bác nhìn đằng sau nó nhá. Nói chung là các bác nào, kể cả các bác đi ô tô Mỹ, các bác biết nhìn thì nó cũng có phần là cũng không không phải là trau chuốt lắm, nhưng mà đi thì rất là sướng, ngồi chắc. Thì loa đài của Mỹ cũng vậy, nhìn nó có phần đơn giản, nó không không cầu kỳ nhưng mà nó rất là hiệu quả. Đây, âm đi Nhật em ghép cho các bác con đờn ông 1000G nhá. Đấy, các bác nhìn công suất tiêu thụ 207W thôi, nhưng mà dám táng một cặp loa bát 40 luôn. Và đương nhiên các bác yên tâm là em đã lên combo như này, em ghép cho các bác như này thì nó rất là hợp rồi. Tí nữa em thử nhạc là các bác sẽ biết. Đấy, về giá của bộ này thì em sẽ để giá vô cùng là hợp lý nhé, dành cho anh em lấy combo. Và trong đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ở dây này là em sẽ báo giá này, các bác xem thì các bác mới biết, là bác nào xem trong clip sẽ biết. Giá em sẽ để cả bộ này là giá là 35 triệu 800 nghìn, cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, em sẽ test nhạc luôn cho các bác nghe. Và các bác lưu ý giúp em là bây giờ các bác cứ cân đối xem, bây giờ một cặp Pioneer CS 99A hơn 40 triệu, trong khi em bán full bộ này luôn cũng bắt 40 và nghe đa dạng nhạc hơn nhiều. Để cho các bạn thấy thì dòng này thì nghe bass, nghe DJ thì không phải nghĩ rồi, nhưng mà em sẽ test một cái dòng nhạc nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng cho các bạn nghe, để các bạn so sánh luôn với những cái dòng loa khác. Đấy, các bạn nghe nhá. Chia tay vì sao cúi mặt để người quay lưng, nghe tim mình quặn thắt. Người chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Lúc yêu nhau mừng câu ước thề, nay mất nhau ngỡ ngàng đắng cay bẽ bàng. Ôi chuyện hợp ta, trời Tây biết còn có về. Thời gian phương thuốc để quên hay từ đã vàng. Đông tàn xuân xa, trăng tròn trăng khuyết, trùng dương cách biệt. Phút giây tương phùng chỉ là mộng thôi. Lòng vẫn dặn lòng đừng nhớ người xa, mà tâm tư lặng thầm gọi tên ai mãi. Tiếng mưa đã
ngoài kia nức nở. Đây lá thư cuối cùng, lá thư cuối cùng tôi gửi về anh. Trăng tròn trăng khuyết, trùng dương cách